Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn dự án chung cư tái định cư Vĩnh Hội. Chung cư Vĩnh Hội tọa lạc ngay mặt tiền đường Vĩnh Hội và đường Khánh Hội, quận 4. Quận 4 được bao bọc xung quanh bởi sông Sài Gòn, kênh Tẻ, rạch Bến Nghé, thì tạo điều kiện không khí luôn được mát mẻ quanh năm. Nhìn từ trên cao xuống thì quận 4 đóng vai trò là hết sức quan trọng trong việc là vùng điểm kết nối giữa quận 1, quận 7 và quận 2. Có lẽ chính điều đó là tạo sức hút không nhỏ với người dân có thu nhập vừa phải, nhưng muốn có vị trí đi lại thuận tiện không quá xa trung tâm, chỉ vài bước chân. Chung cư Vĩnh Hội thuộc phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích đất là 2.993,5 m², tổng số căn hộ dự kiến xây dựng ở đây là 171 căn hộ dùng để bể bán và cho thuê, thì mật độ xây dựng là 37,7%. Đảm bảo theo yêu cầu thiết kế của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Số tầng xây dựng là 17 tầng, kể cả 2 tầng hầm. Vị trí của dự án chung cư Vĩnh Hội là phía bắc chung cư giáp đường Vĩnh Hội, có lộ giới quy hoạch là 20 m. Phía nam giáp đường số 6, lộ giới quy hoạch là 6 m. Phía tây nam thì giáp đường Khánh Hội, lộ giới quy hoạch là 28,5 m. Phía đông giáp khu dân cư hiện hữu. Dự án nằm ngay dưới chân cầu kênh Tẻ 1. Cầu kênh Tẻ 1 hiện hữu là đã được mở rộng mặt cầu, hiện bây giờ đã giải quyết tình trạng kẹt xe rất là nhiều hiện nay. Ngoài ra dọc đường Tôn Thất Thuyết gần đó thì có quy hoạch thêm hai cây cầu nữa, đó chính là cầu kênh Tẻ 2 và cầu Nguyễn Khoái. Cầu kênh Tẻ 2 hay còn gọi là cầu Long Kiển, bắt đầu từ đường Hoàng Diệu, nơi chân cầu Ông Lãnh, đến vòng xoay Tôn Đản và Vĩnh Hội, vượt trên đường Tôn Thất Thuyết, băng qua kênh Tẻ, rồi nối vào đường Lê Văn Lương, quận 7, đang được gấp rút hoàn tất thủ tục để xây dựng. Cầu tiếp theo đó chính là cầu Nguyễn Khoái. Thì cầu Nguyễn Khoái có tổng chiều dài là khoảng 1.000 m, trong đó phần cầu dài 346 m, bề rộng mặt cầu là 22,5 m, kinh phí đầu tư là 1.250 tỷ đồng. Điểm đầu là nối đường D1 khu dân cư Him Lam, quận 7, và điểm kết thúc là đường Bến Dân Đồn, quận 4, và đa phần là phần cầu sẽ là được đi trên cao. Thời gian khởi công là dự kiến là trong năm nay. Chung cư Vĩnh Hội hiện đang được xây dựng với tốc độ khá nhanh. Hiện đã xây lên tới tầng thứ 12 trên tổng số 15 tòa. 15 tầng là sẽ nổi trên mặt đất, 2 tầng hầm. Các anh chị thấy là cũng khoảng là 3 tầng nữa là sẽ cất nóc. Các anh chị nào hiện đang sở hữu căn hộ ở đây, có nhu cầu muốn chuyển nhượng lại hay là sẽ gửi cho thuê, khi mà hoàn thành thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979676655. Mình sử dụng số điện thoại này cho Viber, Zalo, Telegram. Bây giờ mời các anh chị cùng theo dõi flycam để nhìn thấy cận cảnh về cái tòa căn hộ chung cư của chúng ta có vị trí đẹp như thế nào, và cái view về phía trung tâm quận nhất, cùng với đó là khu về phía quận 7. Các anh chị nếu mà thích kênh thì hãy đăng ký kênh theo dõi, và nếu mà có vấn đề gì muốn thắc mắc có thể là comment ở bên dưới, hoặc là gửi Zalo, Viber, Telegram cho mình qua số điện thoại là 0979676655. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip mới nhất. Mình cập nhật về các dự án tiến độ thi công của các công trình gần đây. Xin chào và hẹn gặp lại.